Chào ông bà cô chú và tất cả các bạn. Chào cả nhà. Chào hai người đẹp nha. Chị hai của mình á, mấy bữa nay làm dưa mắm cũng nhiều rồi nhưng mà chưa có quay lên cho cả nhà cùng xem. Thì bữa hôm nay mình xin chị Tư được cái đu đủ á. Cái mình nhờ chị hai làm dưa mắm sẵn đây, mình giới thiệu cho cả nhà biết là cái món dưa mắm của chị hai mình làm như thế nào. Giờ mời cả nhà cùng theo dõi với mấy chị em mình nha. Đu đủ này mình gọt sạch thì mình sắc sợi hả chị? Gọt sạch thì sắc sợi. À, cái đu đủ chị hai gọt nó hơi trắng ha. Cái này như còn non. À, non rồi làm được không chị? Được luôn mà, không có cái màu đỏ đẹp á. Dạ, được. Còn trái chị hồng thì đỏ quá rồi, chắc mình ăn luôn hả hay sao? Được luôn, cái đó được luôn. Được luôn. Không có cho ăn luôn. Để làm mắm. Mình nhận mắm về mấy ngày mình mới ăn được chị? Chừng 3 ngày là ăn. Dạ. 3 ngày ăn cũng được. Em mà không hỏi sáng mời em dở em ăn sớm á. Cái món đó là món yêu thích của em luôn á. Sáng mời cần ăn cũng được. Điều nó không thấm á, chưa thấm không á. Ừ. 3-4 ngày thì nó ngon. Này chị hả? Sói con nước mà được chị, nó thơm quá. Tại vì nó có mủ á chị, nó còn non á. Cái này mà mình làm kẹo được nè. Cái kêu bằng kẹo gì mà ăn với bánh tráng nướng á chị? Mứt dẻo hả? Sợi với gừng không? Dạ, chị biết làm đó không? Chị không biết làm đó. Mình rửa sạch thì mình chẻ luôn chị. Biết đâu nó có hột nhiều á, hồi má công mình đi rửa nữa. Để vậy luôn rồi con, rửa vậy là rồi á. Ờ vậy hả? Không có rửa nữa. Tại hôm đó nay em chưa thấy chị làm nên em không biết nữa. Mai biết nè. Sắp tới gần tới Tết rồi, cái bánh kẹo mứt dưa mắm dưa chua tất cả loại dưa dưa đó là Tết tới á. Đủ chị hầm ngon quá trời. Trời cái đủ đủ nó vàng ôm luôn nè. Cái này trộn mắm cũng ngon nữa chị. Người hầm cái gọt cái đủ hầm mắm đẹp. Ô mẹ sinh của ai được hai trái nữa hay gì vậy? À, ở thím cho mình ba trái luôn. Chuyến này là một hũ dưa mắm thiệt là khổng lồ. Ờ đẹp quá chị. Ở cái đầu như một cái bông luôn. Để chị dành để tặng cho mọi hai. Đu đủ mọi hai cho tòng ra cái bông gì. Ờ đu đủ này mới đẹp nè chị hai ơi. Tuyệt vời luôn. Cái nào cũng ngon hết. Chị thích đu đủ tròn. Em thì thích cái loại dài dài đặc ruột. Ruột kia thì nó không ngọt bằng cái tròn này đó. Mẹ thì thích cả hai. Còn giống mợ. Thích cả hai luôn. Chiến này làm dưa mắm đã luôn. Ồ, cái sắc kia không có nhiều. Nó xẹp đi hả? Em chưa thấy chị làm nên em cũng không biết nữa. Em đang từ từ theo dõi chị đây. Theo dõi. Nhớ làm công thức y như bữa hổm nha. Hay làm cho em mới làm khác đi. Chị làm đại không có công thức nha. Ngắm xui vậy. Nhưng mà em thấy chị làm ngon. Em biết cái kiểu của chị rồi hả? Chị nhắm. Nhắm nè, ăn để đại. Có cái cam mình làm kỹ. Nhà nó có cam. Giờ chị Hồng với chị hai của mình đang sắc đu đủ. Mình cũng sắc sợi dừa dừa. Sao chị không bật mí coi là nước mắm nấu lên hay là cái gì hay nhận vô con mắm hay là sao chị? Chị làm em ấm ức của em đợi với em cũng chết nữa thiệt á. Làm tới đó là chị chỉ vô. Cái món này thì thật ra là mình cũng chưa từng thấy mà cũng chưa làm, chỉ có ăn thôi à. Nên là bữa nay mình sẽ đứng bên ngoài. Chứ giờ vô mình cũng không biết làm gì luôn. Nhiều khi trắng ăn lại giòn á chị. Trắng ăn giòn hơn này nữa. Cái gì ăn luôn.
Sao chị hai dữ vậy? Chị Hồng chỉ khoái màu đỏ rồi. Chơi tới màu trắng của chung đâu nha. Khoái mà mày. Ôi cái trái này đẹp quá trời luôn chị. Thế mà phải đẹp ha. Đỏ tươi đẹp quá luôn. Rồi, ở trong cái ruộng nó giống hình ngôi sao quá chị. Này cũng già rồi. Già á chị. Cái hộp nó đang thui à. Mấy bữa nay sao trời nắng quá trời như vậy hai? Giờ tới Ga Viên chắc còn nắng kinh khủng hơn như vậy nữa nè. Nắng nặng cho phơi mứt, phơi đặc xưởng đồ đó. Ừ. Người xào mứt, phơi bánh tráng. Tráng bánh tráng. Phải chị em mình biết tráng bánh tráng ha. Không biết làm. Tráng chứ không đủ ăn à. Bữa tráng tráng bánh gì, bánh cuốn nóng gì vậy chị hai? Nhiều cuộn ăn bánh ướt hết. Tráng không đủ ăn nữa. Bữa nào làm bánh gì ăn chị? Tự nhiên em thèm món bánh gì có nước cốt. Bánh gì? Thèm bánh à hả? Ừ. Hôm nay lâu rồi mình chưa có làm bánh gì nè. Hay gần Tết thì mình có bánh tét đi. Sẵn nhà mình bán nếp nè, mình gói luôn. Nghe cái bánh nó cũng thèm á nha. Bánh tét mỡ nha. Gói cho béo vô nha. Gói cho thiệt là béo nè. Rồi cái công đoạn cực khổ nhất là phải đi chặt lá chuối. Và cái dây á chắc phải về ngoại xin u du nữa quá. Chứ dây vợ đây biết kiếm ở đâu được. Chị thấy ở đâu có không chị hai? Không thấy rồi. Lá cũng khó kiếm. Rồi về ngoài đó là mình xin u du nữa hả? Mà u du em thấy cột ngon hơn. Đúng rồi. Ừ. Ăn ngon mấy bên ngoài bệnh á chị. Ừ. Nó dai á. Dễ buồn. Chị Hồng với chị hai thích ăn chuối hay đậu? Chị cái nào cũng ăn hết á. Chị hai cái đều ăn hết nhưng mà thích thì thích cái nhân mỡ hơn. Em cũng thích mỡ. Em làm đậu xanh cho nhiều nhiều ha, cái cục mỡ giữa bự bự nha. Mà phải có thêm miếng thịt nữa, ba rọi chứ không phải mỡ không à. Ba rọi á, chứ mỡ không em cũng không chịu nữa. Trời ơi, cắn vô cục mỡ một cái ha. Ôi đất ơi. Thơm ha. Chị ớt tới vậy chứ không tới ngán kìa. Đây là ngọt hay mặn hả? Đúng rồi. Ớt không tới là ngán mặt nhắc. Chị nói nghe ở hai đứa ở hai chị em kể kè mà nước miếng nó nhiễu bạch bạch. Không xong thì chứ. Em thấy rõ ràng là nuốt cái ớt. Nghe thèm chứ. Mà thèm thèm thèm. Thèm thèm. Bắt đại tận gì chứ thôi chị chối. Thèm. Má ngoài nắng á. Buổi trưa á chị, mình hái gì hái buổi sáng nó sẽ giòn hơn buổi trưa tại vì trưa có nắng. Mẹ heo vậy đấy. Ngoài nắng. Vậy mà chị làm giòn chị mới thiên tài chứ. Trời ơi. Cái này thì sắc nhanh ha, nhanh hơn cái củ cải. Nhanh hơn. Ôi, cái dừa của mình nhiều trái phối hợp lại nó ra nhiều màu đẹp quá anh chị. Giờ mấy giờ rồi? 3 giờ rồi. Ủa, làm dưa mắm này có giờ nữa hả em? Có. Tới giờ em về nấu cơm chưa? Hai vị chị mình chơi mình nấu cơm. Không có gì tổng đâu, em hỏi giờ. Đặng hồi em ướp cái bắt đầu em tính giờ hay gì chứ không phải ý chị ý gì. Có. Có giờ em nói thiệt chứ bộ. Thì em sợ tối quá thì sợ làm không ngon thì nói bữa đó em làm giờ đó nên không ngon, em phải làm đúng giờ của em kìa. Chắc
có lý do lắm thì ăn. Ừ. Em cũng đang nghi nghi. Kỳ vậy ta. Bữa nay em gấp về rồi ha. Không đặt lòng tin cho em vậy ta. Kỳ quá. Đu đủ của mình hai chị đã sắc xong rồi á. Giờ chị hai dùng muối hộp để mình ướp vô. Thì khoảng 1,7 kg đu đủ. Chị hai sẽ ướp 4 muỗng muối hộp. Mình để khoảng 4 tiếng đồng hồ để cho cái đu đủ này nó ra nước á. Hồi nữa sợi đu đủ của mình sau khi mà mình vắt xong á thì nó sẽ trong. 4 tiếng đồng hồ nữa mình sẽ quay lại với tất cả các bạn. Giờ thì mình sẽ để đây và ba chị em mình sẽ ngồi bà tám. Chứ biết làm gì giờ chị? Giờ mấy giờ rồi? Bây giờ là 3:15. À, 7-8 giờ. Nếu mà 7-8 giờ á thì mình để mời mình làm tiếp. Mình luôn đi đừng cho sớm ăn chứ. Mất khoảng thời gian nữa. Trời, cái màu công nhận thiệt bắt mắt ghê luôn á. Thấy cái muốn ăn liền luôn. Tính thoảng chút còn cho nó điện. Giờ chị hai mình sẽ làm cái nước mắm để mình để vô đu đủ á. Thì đầu tiên chị cho cái son nóng, sau đó chị để đường vô làm caramel. Cho cái đường mình nó hơi cháy á. Nó ra màu cánh gián. Để ra màu cánh gián ra giống như mình thắng nước màu á. Nhưng mà này mình làm khô. Từ từ chị, cái nồi này nó hơi dày. Đường á, nó chảy ra bắt đầu đổi màu thành màu cánh gián vậy nè. Xay cho nó đều. Chị hai câu chuyện hay thiệt chứ. Kinh nghiệm đầy mình ha. Chừng nào nó sâu lên cho màu cánh gián tí xíu nữa. Chừng nào nó khét ngưng hay gì? Gì kỳ vậy? Đang ăn mặn mà nói gì kỳ vậy? Rồi được vậy. Rồi, rồi sao nữa? Bắt đầu chị mới chế nước lạnh vô. Để cho nó hạ bớt lửa thôi. Chứ chế nước lạnh trực tiếp vô vậy nó dằn lên. Em né né từ từ nè. Chị nói em nghe cũng run. Cũng ớn chứ. Chế hết nước vô. Mình bật bếp lên. Wow. Màu đẹp thiệt. Ra cái màu giống màu nước mắm đó chị. Nhưng mà sao nghe nó thơm đặc biệt nha. Giờ chị hai mới cho nước mắm vô. Thì cái khẩu vị của chị em mình ăn giống nhau á. Nên chị hai chỉ làm ăn mình thấy ngon lắm. Giờ mình cho đường vô. Mình cứ nếm vừa đủ cái độ mặn ngọt. Chứ mình không có cân gia vị á. Để cho nó sâu vô. Nó sôi nó tan ra hết đó chị. Mình tắt bếp. Để nguội xong rồi mình đổ vô đu đủ. Chị hai mình nấu nước mắm với đường nè. Trời ơi, giờ cái mùa nó bay ra thơm quá chị ơi. Cái bọt đó mình không vớt hả chị? Cái này không có vớt. Con để hồi tự nó đóng dán trên mặt rồi. Vớt là nước mắm không? Ổn ha. Rồi chị dạo lên thử coi nó trong chưa. Trời ơi, nước mắm trong vắt luôn đã ha. Nước mắm ngon à. Mình làm nước mắm ngon thì cái dưa mắm của mình nó sẽ ngon. Nó thơm nữa. Nước mắm nó đen. Đồ đạc quậy để nó sôi nhỏ nhỏ vậy đừng quậy. Mình để lửa thiệt nhỏ hả chị? Đừng quậy. Đây là cái bí quyết của chị hai mình nè. À. Cái này mà đưa đừng. Em thấy bọt thì em vớt hết. Nó đừng quậy hồi nó trầm. Vậy là được kìa. Cái nước mắm của mình như vậy là được. Bây giờ mình để nguội vậy, tí nữa mình để vô đu đủ nha. Rồi mình sẽ tắt bếp. Cái đu đủ chị hai mình ngâm với muối hột. Giờ chị đang vắt bỏ cái nước muối.
Rồi sau đó mình đợi cho cái nước mắm nguội á, thì mình sẽ đổ cái nước mắm vô đu đủ để mình trộn. Không, đoạn này của chị Hồng mình không nổi. Giờ chị về chị cột nước mắm rồi chị ơi. Gì vậy đây? Gách khăn luôn rồi. Kiếm cho chị cái khăn khác đi. Chị dắt mạnh tay quá mà. Vậy gì đấy trời ơi. Giờ đỡ khăn mới hay làm ngon lành nha chị? Chị cũng tán. Em nghe rạo rạo trống rồi. Dắt hết nổi rồi đâu ra nước. Không có, nó rút vô khăn mới bị nó không có ướt á. Thiệt, mở hàng có gì thiệt. Trời đất, quỷ thần ơi. Trời, cái thau đủ của mình màu lên rực rỡ ghê chưa. Quá trời đẹp luôn. Mấy sợi đỏ đỏ nhìn nó như tép vậy chị. Tưởng như mắm tép vậy. Mắm tép ha. Đẹp ghê á. Chị hai mình đang để đu đủ vô son á. Để mình để nước mắm vô mình cho dễ trộn. Tại vì cái son nó rộng. Dắt khô luôn ha. Đu đủ khô queo luôn. Dính mấy cặm. Giờ chị rưới với nước mắm vô. Nước mắm thơm quá chị ơi. Y như là cái mùi có con mắm luôn á. Bữa hổm chị làm em ăn em tưởng đâu có con mắm không à. Có đâu, vậy là nó thơm lên. Bằm tỏi ớt vô nữa chừng nào ăn á. Mà thơm dữ. Đổ hết. Thấy màu đẹp không hả? Thấy chưa? Thấy chị mày chưa hả? Quá đẹp. Công nhận chị hai hay thiệt. Ta hay tên. Còn cho nó đều cái. Vậy là mấy ngày mình mới ăn được chị? Chừng 3 ngày là cũng ăn được rồi. 2 ngày cũng được mà nó hấm thấm không á. Chứ ăn được. 3 ngày là ngon phải không? 3 ngày là ngon lành luôn. Lên cái màu đẹp luôn. Làm cái món đu đủ này mình đợi cái thời gian mà mình ngâm muối nó hơi lâu. Nên là bây giờ cũng tối luôn rồi. Hai chị em mình làm xong chắc cũng cỡ 9 giờ tối rồi. Vậy mốt lấy thương hiệu được rồi. Chị hai dung mắm. Kỳ lạ. Để khoảng 3 ngày nữa thì mình ăn, mình sẽ review cho cả nhà mình xem. Clip của mình cũng đã hết rồi. Mình chúc cho cả nhà xem video vui vẻ. Bây giờ mình xin chào và hẹn gặp lại.